Minh Phi xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp cuối tuần FBNC 24/7. Như thường lệ, trước khi bắt đầu bản tin, xin mời quý vị hãy cùng với Minh Phi điểm qua những nội dung chính. Kinh tế vĩ mô bước đầu ổn định nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn còn khó khăn. Khảo sát của HSBC công bố trong 15 năm tới châu Á sẽ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Nhưng trước hết sẽ là nội dung cả nước hướng về quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kính thưa quý vị, những ngày qua người dân cả nước đau buồn thương tiếc trước sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Rất nhiều người đến xếp hàng tại nhà riêng của đại tướng ở Hà Nội để thắp nén nhang vĩnh biệt cho người. Hàng nghìn người lặng lẽ xếp hàng dọc con phố Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hà Nội để được vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ người già đến trẻ nhỏ, mọi người lặng im nhích từng bước nhỏ, chờ đến lượt mình để đặt bó hoa tươi thắm trước di ảnh của đại tướng, để thắp nén nhang vĩnh biệt người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếng vĩ cầm của nghệ sĩ đường phố Tạ Chí Hải réo rắt đoạn nhạc buồn, khiến không khí càng thêm trầm mặc. Không ai giấu được nỗi xúc động khi đứng trước di ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt đau buồn cứ nối tiếp theo dòng người. Xúc động, nghẹn ngào nhất khi nhắc đến đại tướng Võ Nguyên Giáp có lẽ là những vị cựu chiến binh. Đại tướng luôn thấy rõ cái vai trò của nhân dân quần chúng, của cán bộ chiến sĩ, cho nên hết sức quan tâm và động viên giáo dục bộ đội thực hiện cho được cái tư tưởng mà Bác Hồ đã dạy cho toàn đảng toàn dân ta, là không có gì quý hơn độc lập tự do, cho nên là thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Tôi thì là có một cái tình cảm đặc biệt, bởi vì là mình cảm thấy thương tiếc, mà tôi là bồi hồi xúc động nghe cái tin cái từ hôm qua, là tôi hôm nay là tôi đi từ sáng. Tôi đi từ sáng thì tôi không biết đường, không biết là nhà đại tướng ở chỗ nào. Chúng tôi quan niệm Bác Giáp không phải chỉ là người tướng, mà Bác còn là người anh, Bác còn người cha một cách rất là xứng đáng. Nói đến Bác Giáp là quân đội chúng tôi rất cảm động, rất là cảm động về Bác. Cho nên Bác chết tôi buồn, về cá nhân là tôi buồn, rất là nhớ. Trong vài ngày qua, những thước phim, những hình ảnh, những câu chuyện về đại tướng Võ Nguyên Giáp được khơi gợi lại như cách người dân cả nước tưởng nhớ đến ông, vị tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Tên tuổi của đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến thắng mà theo lời của ông là có Điện Biên Phủ mới có tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Có Điện Biên Phủ thì chúng tôi mới có cái tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Và mới có điều kiện thắng Mỹ đưa đến nước Việt Nam độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 18 giờ 4 phút ngày 4 tháng 10 tại Viện Quân y 108 Hà Nội, nơi ông đã nằm điều trị từ năm 2009 đến nay. Mới cách đây hơn một tháng, đại tướng vừa mừng thọ tuổi 103. Tang lễ của đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cữu của ông quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức cùng địa điểm từ 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10. Sau đó vào ngày 13 tháng 10 sẽ diễn ra lễ truy điệu trọng thể. Theo ý nguyện của đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình ông, lễ an táng đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức cùng ngày tại tỉnh Quảng Bình là quê nhà của đại tướng. Trong hai ngày 12-13 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất. Và xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin tiếp theo. Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được bắt đầu từ hôm 10 tháng 10 để thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế của chính phủ. Mặc dù trong thời gian vừa qua chính phủ đã bước đầu ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng các chuyên gia cho rằng để nâng tăng trưởng sẽ còn nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô không phải là hai khái niệm đối lập. Nói cách khác, nếu có những kế hoạch dài hạn thì việc tăng trưởng kinh tế sẽ không phải trả giá bằng sự bất ổn của kinh tế vĩ mô.
Thực tế thời gian vừa qua, chính phủ đã có một số thành công trong ổn định vĩ mô. Chỉ số giá tiêu dùng giảm từ 18,13% vào năm 2011 xuống còn 6,81% năm 2012 và khoảng 7% vào năm 2013. Thế nhưng những mối lo khác lại nảy sinh khi vĩ mô đã yên ổn, nhưng nhịp độ nền kinh tế vẫn còn quá chậm rãi. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5,14% so với cùng kỳ năm 2012. Mức tăng GDP đã có sự cải thiện so với cùng kỳ năm trước, 4,73%, và có sự nhích lên qua từng quý, quý 1 là 4,89%, quý 2 5%. Tuy nhiên, nhiều dự báo cho rằng tốc độ tăng trưởng năm nay khó có khả năng đạt mục tiêu 5,5% được Quốc hội phê duyệt. Thậm chí, theo Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, chỉ tiêu này dự kiến chỉ ở mức 4,92%. Hiện tại, mức tăng trưởng tín dụng vẫn còn thấp so với trần tăng trưởng tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 2013 là 12%. Thế nhưng, tăng trưởng tín dụng toàn ngành vẫn còn quá chênh lệch so với mục tiêu. Cụ thể là tăng trưởng tín dụng trong tháng 5 và tháng 6, tháng 7 năm 2013 lần lượt tăng từ 2,98% lên 4,5% và 4,96%. Tháng 8 là 6,45% nhưng lại giảm nhẹ vào thời điểm cuối tháng 9 đạt 5,83%. Trong khi vốn là nguyên liệu của nền kinh tế, nếu như các ngân hàng còn dè dặt khi cho vay thì doanh nghiệp khó mà đẩy mạnh hoặc ít nhất là giữ vững nhịp kinh doanh của mình. Thiết nghĩ bên cạnh việc giữ vững những thành quả đang có về mặt ổn định môi trường kinh doanh, có lẽ chính phủ nên có những cú hích đối với tốc độ tăng trưởng. Hy vọng chúng ta sẽ có thể thấy những tín hiệu tốt sau cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, từ ngày 26 tháng 10 tới, công dân Việt Nam nhập cảnh vào Myanmar sẽ không cần xin visa. Hiệp định giữa Việt Nam và Myanmar về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông có hiệu lực từ 26 tháng 10 tới quy định rõ. Người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng, được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh với thời gian lưu trú không quá 14 ngày. Nếu người Việt Nam có nhu cầu nhập cảnh và lưu trú lâu hơn 14 ngày thì phải làm thủ tục xin visa của bên tiếp nhận trước khi nhập cảnh. Như vậy tới nay, người Việt Nam có hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tại tất cả 9 nước thành viên ASEAN mà không cần xin visa. Cuối tuần qua, Bộ Công Thương và Trung tâm WTO TP.HCM đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu cơ hội xuất khẩu hàng nông nghiệp vào thị trường Hàn Quốc. Đây là một trong các bước chuẩn bị cho các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh Việt Nam-Hàn Quốc đang đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại FTA song phương. FTA song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được chính thức khởi động từ ngày 6 tháng 8 vừa qua. Dự kiến sẽ còn 5-7 vòng đàm phán nữa, nhưng nhiều khả năng hoàn thành trong năm 2014. Nếu được ký kết, các mặt hàng nông sản, thủy sản và sợi dệt của Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế khi xuất khẩu vào đây. Hàn Quốc đang có một cái xu hướng, người ta chuyển dịch cái đầu tư của Hàn Quốc từ các nước như là Trung Quốc hay các nước khác sang Việt Nam để tận dụng các cái lợi thế. Thứ nhất là thế thị trường, mình là một thị trường lớn. Cái thứ hai, tận dụng được cái cam kết sắp tới trong cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Theo ông Lê An Hải, Phó vụ trưởng vụ thị trường châu Á Thái Bình Dương, cơ cấu xuất khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc có tính chất bổ trợ nhau nên không gặp vấn đề cạnh tranh giữa hai nước. Việt Nam chủ yếu nhập máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu từ Hàn Quốc và xuất khẩu khoáng sản, nguyên liệu thô, hàng nông lâm thủy sản. Trong phần 2, chúng tôi sẽ quay trở lại với những nội dung như sau. World Bank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á xuống mức 7%. Mỹ cho lưu hành đồng 100 đô la mới sau 17 năm.